clip quảng cáo chỉ 1 triệu đồng, liên hệ ngay hotline hoặc Zalo. Chuyên gia, tinh thần mãnh liệt của Vingroup đang truyền cảm hứng để cộng đồng cùng chung tay chuyển đổi xanh. Ngoài kêu gọi sự chung tay của người dân để xây dựng thương hiệu Việt đẳng cấp quốc tế, Vingroup cũng cam kết hàng loạt chính sách đặc biệt thúc đẩy người dùng chuyển đổi xanh như sạc miễn phí 1 năm, miễn phí để xe 2 năm, được phục vụ VIP tại tất cả các quầy lễ tân của các cơ sở dịch vụ thuộc Vingroup. Đây là những nội dung đã nhận được nhiều ủng hộ trong lễ phát động chiến dịch mãnh liệt tinh thần Việt Nam vì tương lai xanh của tập đoàn Vingroup vừa tổ chức sáng ngày 26 tháng 6. Đây là lúc cần sự chung tay của người dân. Lễ phát động chiến dịch mãnh liệt tinh thần Việt Nam vì tương lai xanh của tập đoàn Vingroup nhận được sự quan tâm và đồng hành của nhiều bộ ngành, cơ quan cũng như cộng đồng doanh nghiệp, người dân. Trong lời phát động chiến dịch, ông Nguyễn Việt Quang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup nêu lên thực tế, xe điện được cả thế giới đánh giá là một trong những giải pháp hiệu quả nhất giúp làm giảm phát thải CO2 cho một tương lai xanh hơn và bền vững hơn. Đó là lý do Vingroup quyết tâm đẩy nhanh lộ trình phát triển xe điện và kiên định với lựa chọn này. Mong muốn của chúng tôi là xây dựng càng sớm càng tốt nền móng vững chắc cho một Việt Nam xanh của hiện tại và tương lai, đồng thời đóng góp thiết thực vào mục tiêu giảm lượng phát thải khí nhà kính về không net zero vào năm 2050 mà chính phủ đã cam kết mạnh mẽ cùng cộng đồng quốc tế, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup khẳng định. Ông Quang cho hay, để hiện thực hóa sứ mệnh trên, Vingroup đã thành lập Quỹ vì tương lai xanh và công bố 10 chương trình hành động trọng điểm, đi sâu vào 10 lĩnh vực thiết yếu của đời sống. Quỹ cũng có sự đồng hành của VinFast hay công ty đối tác GSM. Tuy nhiên, ông khẳng định muốn đi xa chúng ta phải đi cùng nhau. Theo ông, hơn lúc nào hết, đây là lúc Vingroup cần sự chung tay của tất cả người dân Việt Nam vì mục tiêu chung của cả dân tộc. Từ đó, lãnh đạo tập đoàn Vingroup chính thức phát động chiến dịch mãnh liệt tinh thần Việt Nam vì tương lai xanh, kêu gọi người dân Việt Nam chung sức đồng lòng vì một tương lai tốt đẹp hơn cho mỗi người và thế hệ con cháu. Không chỉ kêu gọi, trong buổi phát động, lãnh đạo tập đoàn Vingroup đã cam kết tiên phong dành những nguồn lực tốt nhất để thúc đẩy toàn xã hội cùng tham gia vào công cuộc chuyển đổi xanh. Những chính sách đặc biệt cho khách hàng đi ô tô điện được VinFast cam kết là miễn phí để xe dưới 5 tiếng tại tất cả các bãi xe của các công ty thuộc tập đoàn Vingroup trong 2 năm, được phục vụ VIP tại tất cả các quầy lễ tân của các cơ sở dịch vụ thuộc Vingroup, có line riêng phục vụ, được sạc miễn phí tại các trạm sạc V-Green đến tháng 7 năm 2025. Ngoài ra còn nhiều chính sách đặc quyền riêng để thúc đẩy người dân chuyển đổi xanh. Xây dựng thương hiệu Việt đẳng cấp cần bắt đầu từ ngày hôm nay. Đánh giá cao sự tiên phong của Vingroup với những cam kết thiết thực, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đình Thiên, Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cho rằng tinh thần của những doanh nghiệp đầu tàu như Vingroup rất đáng trân trọng. Dõi theo Vingroup từ những ngày đầu, theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Thiên, cam kết chuyển đổi xanh của Vingroup là thực sự nghiêm túc và thể hiện bằng hành động, kết quả cụ thể. Chương trình được Vingroup phát động hôm nay là một cam kết có tính cộng đồng rộng lớn và giá trị thúc đẩy hành động mạnh mẽ. Qua đây chúng ta thấy được rằng chuyển đổi xanh không thể chỉ là hành động đơn lẻ, đơn độc của từng doanh nghiệp mà cần sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp ở tất cả các lĩnh vực của mỗi người dân. Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đình Thiên nhấn mạnh. Cũng từ sự chung tay, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đình Thiên nhắc tới bài học quý báu Nhật Bản, Hàn Quốc, những nền kinh tế từng được đánh giá là thần kỳ. Tuy nhiên sự thần kỳ ấy, theo ông, không tự dưng đến, mà đó là kết quả của khát vọng vươn lên và sự đồng lòng của cả dân tộc. Ông chỉ ra Việt Nam đi sau muốn xây dựng những thương hiệu đẳng cấp quốc tế càng cần có tinh thần như vậy. Lợi ích của việc xây dựng một thương hiệu Việt đẳng cấp thế giới sẽ là vô cùng to lớn. Những doanh nghiệp như VinFast sẽ tạo nguồn cảm hứng và động lực thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp Việt liên kết vươn ra biển lớn, cùng xây dựng môi trường sống tốt đẹp cho các thế hệ tương lai, đưa Việt Nam sánh vai với các cường quốc Nam Châu. Ngày mai tốt lành đang bắt đầu từ ngày hôm nay với chính hành động của chúng ta, Phó Giáo sư Tiến sĩ Thiên tin tưởng. Trong khi đó, ở góc độ chuyên gia môi trường, Tiến sĩ Hoàng Dương Tùng, Nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Mạng lưới Không khí sạch Việt Nam bày tỏ, chiến dịch mãnh liệt tinh thần Việt Nam vì tương lai xanh là ước mơ của những người làm môi trường, và nay ước mơ đó đã thành sự thật. Vị chuyên gia nêu lên thực tế, ô nhiễm không khí tại Việt Nam đang là vấn đề nóng bỏng. Nhiều người đã dùng từ mùa ô nhiễm thay cho mùa đông ở các tỉnh miền Bắc. Ông nói, đó là lý do chiến dịch mãnh liệt tinh thần Việt Nam vì tương lai xanh, theo tiến sĩ Tùng, thật sự có ích trong tiến trình chuyển đổi xanh. Ông bày tỏ sự ấn tượng với yếu tố mãnh liệt, cho thấy quyết tâm, sự kiên trì của VinFast, Vingroup. Tôi hy vọng chiến dịch này sẽ truyền cảm hứng để cộng đồng, chung tay, bắt đầu từ những việc thay đổi thói quen khi di chuyển, sử dụng những phương tiện xanh, mang lại bầu trời xanh cho tất cả chúng ta, tiến sĩ Tùng nói. Có mặt tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành đánh giá Vingroup đã khởi xướng một chiến dịch đầy cảm hứng, với tác động sâu rộng đến mọi tầng lớp xã hội và đến từng người dân, trở thành sợi dây kết nối sự đoàn kết, thúc đẩy tinh thần chung tay, gánh vác trách nhiệm của cả dân tộc. Các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp Việt, các tổ chức xã hội, các chuyên gia và từng người dân sẽ cùng nhau chung sức, chung lòng đưa ra những giải pháp hiệu quả, những hành động thiết thực để ủng hộ doanh nghiệp Việt, tạo động lực cho các doanh nghiệp dân tộc như Vingroup và nhiều doanh nghiệp trong nước cùng chung chí hướng làm ra những sản phẩm đẳng cấp, trở thành thương hiệu quốc gia trong điều kiện hội nhập mới, Thứ trưởng Lê Công Thành khẳng định. Tạo ngay clip intro quảng cáo ngắn ấn tượng để phục vụ cho quảng cáo YouTube, Google Ads, Facebook Ads, sử dụng để trang trí cover Facebook, website với mức giá chỉ 1 triệu đồng. Liên hệ Zalo 0964 002 593 hoặc truy cập website quảng cáo itb.com để biết thêm chi tiết.